Điểm đấu cho 189. Đều lại đây chứ. Và coi quay điểm đó cho phiên bản 18. Chân đội tuyệt vời. Đấy, đến khu vực thế nào? 18. Họ theo này thế nào? Các bác là một đánh hò reo ra nào. Chúng tôi nhìn thấy các bác là một bị dẫn điểm ở chiếc thứ hai này có phần cũng hơi bị nặng nề. Hết giờ rồi ý ạ. Vâng, hết giờ rồi, hết giờ. Thế nào các bạn có lời quạt chúng tôi? Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với trận bán kết 1. Phía gần màn hình nhỏ các bạn là khán giả đang về đây rất đông. Đây là Quốc Oai đúng không ạ? Đồng Bụt Quốc Oai. Đúng, hôm nay chúng có ra mắt đây đâu vì các bạn. Phía xa màn hình là Phương Bản. Giải bóng chuyền mong chào mừng ngày Quốc Khánh mùng 2/9. Điểm đóng cho đội đồng một 9-11. Nghe trưởng thôn không lên à? Có sáng nay quỳnh với cả bình dương lên. Có ăn cơm đây mà. Có bảo ông xin một mời. Buổi trưa là mời các đội bóng ở lại dùng cơm. 10-11. Rồi Phương Bản đánh trả năm đen. Nó lên đều cái là bên kia. Không đều, tâm lý xuống ngay lập tức. Một tốt, điểm bóng 12-11. Đây, pha đập bóng từ Phương Bản. Nó đấy các bác nào nói là nếu để được một điều thua cho nên cầu thủ cố gắng lấy quả đó rất hay. 12-10. Xét thứ nhất là Phương Bản đã giành thắng lợi. Đúng rồi. Và hiện tại quý vị các bạn đang theo dõi xét đấu thứ hai. Xét thứ ba là vẫn đánh 15 quả. 15 quả. Chết. Đập bóng ra ngoài. Vâng, không phải đánh chừa sức. Điểm cho Phương Bản. 13-10. 13-10. Trọng tài lật số ở đâu? À kia kia. Trên kia. Trên đường. Vâng, 14 người cầu thủ số 7 của Đồng Bụt đang bị phân tâm. Anh đánh quả trước rất hay nhưng mà hai quả bị ra ngoài. 14-10 cho Phương Bản. Kia. Tại sao lại thế? Sao không thế này lại là thế kia? Sai thỏng. Tại sao lại thế? Rất đông khán giả. Để lúc không nào đây, cái chỗ một điếu thôi. Giảm nghiêng như trên này cả. Kẹo nữa. Lúc nào hết đường bóng đó. Thủ rất tốt đến Phương Bản. Vẫn còn. Nhỏ thành công. 15-11 cho Phương Bản. 15-11. Đập sang chỉ có chết nhưng mà bỏ thì không bao giờ chết vì các cầu thủ đang tập trung lên đường. Phạm anh thấy có cái bìa nào để em xem miếng bìa. Vâng. Không được. Rất thiệt. Một pha bỏ nhỏ không thành công. Điểm 12-15 cho cô gái. 12-15.
tập trung cao độ và các em ơi, cả hai đội phát bóng không qua lưới rất tiếc. Tôi nói rồi, cầu thủ số 7 điểm cho Phương Bạn 16-12. Khán giả rất đông quanh sân thi đấu. Phương Nghĩa gặp đội Đồng Vàng. Chúng ta mời hai đội khởi động trên sân, sau đó là vào thi đấu luôn. 5 phút sau là vào thi đấu luôn. Tôi đồng vụ đang buổi sáng thì đang là ứng cử viên của chức vô địch. Nhưng mà qua thấy một xét xua đầu trước khi ai thì có hãy thử số 7 của đồng vàng đang ở phong đông. Vâng, hết giờ hội ý. Xin mời hãy đồng vào sân thi đấu. Hai hước. Đến bóng sân nhất là phân tâm. Đã hết giờ hội ý rồi. Hai đội vào tiếp tục để thi đấu. Phân tâm. Bên kia là hơi đại đang là 16-12. Quý và các bạn đang theo dõi giải bóng truyền hơi Tôn Phương Bản tổ chức chào mừng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 gồm 6 đội tham gia chiêm 2 bảng. Bây giờ là còn 4 đội cũng ai Phương Bản, Phượng Nghĩa và Phú Mãn. Yên Nghĩa và Trúc Sơn bị loại. Không còn một pha nỗ lực cứu bóng đến từ Phương Bạc không thành công. Không sao, cứu bóng rất là được rồi. Điểm 13-17. 13-17 rất là được. Mình bảo ông bao ông bầu vất vả này mà địch mẹ mày hoành thằng tư mày tao không đi chứ không phải mẹ lại chạy nước này còn ốm hơn là giả ốm hơn là đành nữa. Sau trận bán kết 1 sẽ là vào trận bán kết 2 giữa Phương Nghĩa và Phú Mãn. Phú Mãn đến từ Hòa Lạc. Vâng, Hòa Lạc Hòa Bình. 14-17. Tập bóng tốt, điểm bóng cho Phương Bản 18-14. Đập bóng lo chắn, điểm cho Phương Bản 18-14. Tổng hơn 4 năm quả này chắc đánh chắc mà ngon. Mà cứ thay đổi hết. Có khi sale cho cái thùng ra đây, họ lấy họ cứ bị che mà. Kéo kéo. Kéo kéo dịch cho chú. Kéo giúp. Không phải là nước của người con, đây có phải nước múc đâu, múc kia. 15, 18. Rồi, ok rồi. Rất hay, một pha đập bóng hay đến từ Quốc Anh. 16-18. Một pha bóng Phương Bản không kịp be chắn. Phương Bản xin sẵn lưu ý nhất thứ nhất. Rất đông khán giả đã đến sân kín chỗ ngồi luôn. Bây giờ toàn thể nhân dân giải bóng quyền Tây Quốc tổ hợp vừa mang ý kiến diễn ra và Phương Bản chúng tôi tất nhiên là đến hẹn lên các cầu thủ lại về đây chủ kiến để công hiến những pha bóng hay cho nhân dân Phương Bản. Một lần nữa xin tôi thay mặt đại diện thay mặt ban tổ chức khi mà những người đã đóng góp quan tâm gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ xa và gần, đến mọi người từ xa. Bây giờ chú đem đến cho Phương Bản chúng tôi những tình cảm hay, những cầu thủ xa và gần xin cảm ơn. Và xin đến hẹn hẹn nhân hứa rằng sang năm học Tết chúng tôi thủ đức sẽ là kính mời các đội trận cố là tiếp tục. Điểm bóng cho Phương Bản 19-16. Cô Ai đã phát bóng ngoài sân. Quả ra ngoài có một nửa sân bóng. Điểm cho Phương Bản 19-16. Hay lắm.
Rất đáng tiếc khi phát bóng không qua lưới đến từ Phương Bảng. 17-19, khoảng cách chỉ còn 2 điểm thôi. 17-19. Cho nước nọc ở dưới con nước bốc cho vào đấy. 18-19. Khoảng cách chỉ còn 1 điểm nữa mà thôi. 18-19. Vừa sang anh, vừa sang. Cố lên. 4 điểm mà đều sau anh ạ. Chỉ vì thằng mỏng. Nếu nhảy được. Lên đây. Đây ăn vào đi. Đi nào phát rồi. 19 đều rồi. Hơn 4 điểm rồi đây. Rất hồi hộp. Tinh thần nặng nề lại quay lại trong thứ ba. Tinh thần là chỉ phát đại đội được. Trận đấu càng ngày càng kịch tính thôi. Quốc Oai đã san bằng tỷ số 19 đều. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Quốc Oai 20-19. Phương Bảng lại hội ý lần thứ hai. Hết thời gian hội ý. Ăn một cầu 5 điểm liền. Đang hơn 4 điểm. Nên bằng lại chấp lại 1 điểm rồi. Lên liền 5 điểm đến từ cô Ai. Điểm cho cô Ai. 22-19. 21-19. Rồi là Phương Bảng tấn công sân sân. Đeo phân được số 2, quả lạng phân được số 4 một mình. Quay mẹ hai thằng, chặn hai thằng rồi, còn hai thằng nó chặn nó quay rồi. Đánh với đâu? Vẻ thằng số 2 nó lên thằng 11 kia. Chậm rất nhiều. Vẫn còn một pha bóng rất bền. Đây là điểm cho Quốc Oai 22-19. Bắc Trường đang ở ngoài chạy heo. Bắc Trường đang ở chạy heo ở bên ngoài ủng hộ cho giải 500.000 đồng. Xin cảm ơn Bắc Trường. Bán 7 điểm không? Vâng, Bắc Trường ở làm chạy heo bên khu đồng hạng. Bác ủng hộ cho giải với Phương Bảng ủng hộ 500.000 đồng một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn bác và gia đình. Điểm bóng cho Phương Bảng 20-22. Cố gắng lên. Thôi cất nó đi ông ơi, không tính không biết đang làm tìm nữa nhá. Cần xong cuộc rồi đấy. 20-22. Rất hay. Và đã tinh thần được lên ngay. Thắng rất là tinh thần của bài tập lần thứ hai. Anh gặp rất tốt. Nhảy rất cao, không lẽ còn nhảy quá thấp. Một pha phối hợp hay đến từ cô Ai. Thưa quý vị, chính các bạn là anh Minh ở sóng đường 23-20. Nếu như cô Ai giành chiến thắng ở xét này thì sẽ phải hai đội sẽ vào xét thứ ba. Chúng tôi thân mật các thầy xin thân thành cảm ơn Bắc Thường và gia đình. Mong bác bất cứ thời gian về để xét trận quyết với ngân hàng chúng tôi. Xin cảm ơn bác.
Cuộc tập bán kết 21-23. Xin bạn muốn thắng thì phải giữ chức tuyển thủ 23. Chói nó lại. Chói. Chưa tập trung chắn số 7. Tầm này 21-23 rồi. Điểm 21-23. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận bán kết 1 25 giữa Phương Bản và 24 giờ điểm năm coi à, điểm năm coi bây giờ 24 giờ 24-21 điểm số quyết định cho Quốc Oai. Từ chỗ cách xa 4 điểm tuyệt vời, cứ được một phép coi 22-24 còn 2 phép coi nữa, cứ được một phép coi rồi. Nó vẫn là trên số 2, nó đánh luôn. Không phải, cứ được 2 phép coi ra không? 100% nó đánh luôn. Giờ phương bản vừa rồi cứ được một phép coi rồi. Ăn thôi, ăn rồi rồi. Đấy mà không ăn thì thôi. Cơ hội 22-24 23-24 rồi. Cơ bản đã cứu được 2 set point. Nếu cứu được 1 set point nữa thì đội bóng tiền phương hạng thì ngày mai sẽ được tính từ trong một lát được rồi. Nó đi 24 đều rồi lại ăn. Nếu như điểm này phương bản lại ghi được điểm 23-24 chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Hết quyền rồi. Hết quyền rồi, ý rồi, vâng. À đâu, 23 rồi đấy. 23-24 rồi. Yep. Cơ hội để xác bằng. Rồi chúng ta cứu được 3 mét rồi. Rất hay. Hiện nay đã là 24 điểm rồi. Hôm qua này thằng số 7 xuống thì nó cắt ra xuống đi. Không còn xuống quá hay cho Phương Bản. Này ăn lại bốn quả. Lội ngược dòng. Chuyển hai kém mắt. Cắt lưới. Công thằng người nó truyền tốt đấy, nhưng mà cái là có quả hỏng, nó truyền hay. Vậy là Phương Bản đã giành chiến thắng chung cuộc. Phương Bản đã vào chung kết. Hay quá. Phương Bản đã lội ngược dòng ở set đấu thứ hai, giành chiến thắng trước Quốc Oai. Còn có ai cũng nhảy một, ai cũng lo lắng.